Hơn 10 năm có mặt trên thị trường cung cấp ván sàn công nghiệp, An Phú Lộc là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực phân phối ván sàn công nghiệp. Một sản phẩm mới lúc bấy giờ nhưng đã trở thành xu hướng phổ biến trong những năm gần đây, dành cho các nhà thầu, các công trình thương mại hay các hộ gia đình trong quá trình hoàn thiện thi công. Cái tên An Phú Lộc cũng trở thành thương hiệu đi tắt đón đầu xu thế, vượt qua giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu những năm qua và vững mạnh trên đà phát triển. Để có được thành quả ngày nay là nhờ sự nỗ lực cố gắng tìm tòi, am hiểu kiến thức chuyên ngành. Sản gỗ Matfloor là một cái nhà máy rất là mới, áp dụng những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất cho ra những cái sản phẩm mang tính có những đặc tính kỹ thuật cao nhất trên thị trường, ví dụ như là khả năng chịu mài mòn của bề mặt là AC5. Đây là một cái tính năng mà cao nhất trên thị trường bây giờ, không phải sản phẩm nào cũng có. Và đặc biệt nữa là cái sản bề mặt là bề mặt sần thông minh theo vân. Đây là một cái sản phẩm mà một tính năng rất là đắt giá mà không phải sản phẩm nào cũng có được. Cái sứ mệnh của mình đó chính là mang lại một cái không gian sống sang trọng, an lành và ấm cúng thông qua việc cung cấp các sản phẩm tốt nhất, tân tiến nhất và những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Ngay từ khi ngành xây dựng còn đang loay hoay với những nguyên vật liệu cơ bản dành cho việc hoàn thiện các hạng mục công trình, thì An Phú Lộc đã tìm một hướng đi mới, thay đổi tư duy thiết kế và sử dụng nguyên vật liệu mang tính đột phá cho các công trình, sử dụng ván sàn công nghiệp thay cho các loại gạch men và nền cơ bản với những ưu điểm vượt trội. Trong đó, tính thẩm mỹ, sự sáng tạo và giản tiện các công đoạn hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình được đánh giá cao hơn cả. An Phú Lộc đã tìm đến xứ sở của những khu rừng gỗ nhiệt đới tự nhiên tại Malaysia, nơi được mệnh danh là thiên đường dành cho ngành công nghiệp gỗ, với những loại gỗ tự nhiên, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt, có khả năng chịu nóng, chịu lạnh, nắng mưa hay độ ẩm cao. Thì trong sử dụng đó thì chúng tôi tin tưởng và dụng nhiều nhất là sàn gỗ công ty Matfloor, sàn gỗ Matfloor của Malaysia. Lý do tại sao tôi sử dụng, thứ nhất là quá trình sử dụng chúng tôi gần như không phải bảo hành. Lắp đặt xong là yên tâm và không lo phải bảo hành, không bị cong vênh, không bị mối mọt. Thứ hai nữa là mặt giá thành rất hợp lý. Cái thứ ba nữa là xuất xứ đầy đủ. Xuất xứ tôi yên tâm về mặt xuất xứ, chắc chắn là Malaysia chuẩn để yên tâm chúng tôi sử dụng cho khách hàng. Và thứ nữa là cái sản phẩm của Matfloor khá đẹp và nhiều vân đa dạng. Nhà máy sản xuất tại Malaysia nằm trong khu công nghiệp chính của thành phố, có tổng cộng 7.820 m², mặt bằng nhà xưởng với hệ thống dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại. Hai dòng sản phẩm chính An Phú Lộc nhập khẩu từ nhà máy để cung cấp cho các đơn vị thi công, các đại lý và các hộ gia đình là sản phẩm ván sàn công nghiệp Syncrowood và Matfloor. Đây là hai dòng sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi An Phú Lộc. Khi mà cái sàn gỗ của tôi mà được lát lên thì tôi thấy là các miếng gỗ được ghép với nhau khít kịch khịt. Tôi cảm giác nó như một cái bức tranh ở trên nhà. Mỗi lần mà tôi mời bạn bè đến nhà tôi chơi thì mọi người ai cũng khen sản phẩm sàn gỗ của tôi. Và tôi cũng thấy là sản phẩm sàn gỗ Matfloor thì có rất nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau. Sàn gỗ Matfloor được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn châu Âu với khuôn gỗ HDF của hãng Daiken Nhật Bản, với khả năng chịu nước, hạn chế mối mọt, hàm lượng keo ít, không formaldehyde, đặc biệt an toàn cho người sử dụng. Bề mặt Matfloor có độ chịu đựng tốt với lớp vân sần theo vân gỗ tự nhiên mà ít sản phẩm đáp ứng được. Đây là công nghệ đỉnh cao của ngành công nghiệp sàn gỗ tại Malaysia. Matfloor đã có mặt tại nhiều chung cư, nhà hàng, khách sạn lớn với những mẫu vân gỗ vô cùng sang trọng, hay các hộ gia đình tạo sự mới mẻ cho không gian sống. Syncrowood là sàn gỗ công nghiệp sử dụng nguồn gỗ nhiệt đới tự nhiên, có khả năng chống nóng ẩm cao, sản xuất trên dây chuyền hiện đại với chất lượng đạt tiêu chuẩn châu Âu, dễ dàng lắp đặt, không dùng keo. Đặc biệt, bằng công nghệ mới nhất mà chưa có một hãng sàn gỗ nào có được, đó là công nghệ Diamondtech, tạo ra lớp bề mặt sần kim cương thông minh theo vân. Nếu như nhìn nghiêng, theo chiều ánh sáng, sẽ cảm nhận được ánh sáng tỏa ra từ vân gỗ. Đây là tính năng đắt giá nhất của sàn gỗ Syncrowood. Sản phẩm có khả năng chống ẩm, nhiệt, mài mòn hay các vết bẩn khó vệ sinh. Syncrowood với 4 lớp cấu tạo đem đến kết cấu vững chắc, siêu chịu lực với nhiều ưu điểm vượt trội. Syncrowood nổi bật với khóa Syncro, thiết bị được cấp bằng sáng chế thiết kế thông minh với lưỡi và rãnh khớp giúp duy trì sức mạnh thông qua thời gian tiếp xúc với hơi ẩm. Syncrowood là giải pháp tiện ích cho các không gian thương mại, nhà hàng, khách sạn
văn phòng và các hộ gia đình. Syncrowood đa dạng về mẫu mã, giá thành của các sản phẩm phong phú, giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế và yêu cầu kỹ thuật của mình. Syncrowood có những tính năng độc đáo với độ bóng cao, vân gỗ gần nhất với vân tự nhiên và có kết cấu gỗ đồng bộ, đặc biệt là tính năng chống ẩm, chịu nhiệt, giúp tăng độ bền sử dụng sản phẩm. Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh, An Phú Lộc còn luôn xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo những tiêu chí cơ bản. Chất lượng là yếu tố sống còn của công ty cũng như của mỗi cá nhân chúng tôi. Chúng tôi luôn học hỏi để nâng cao trình độ bản thân và không ngừng sáng tạo để phù hợp với thời đại. Chúng tôi cùng với mọi người trong công ty tạo ra một môi trường thân thiện, ấm áp và thú vị. Chúng tôi cam kết thực hiện những gì mình đã hứa hẹn và đảm bảo những gì mình đã thực hiện. Chúng tôi tin tưởng, cảm thấy khi yên tâm, gắn bó và cống hết mình vì lợi ích chung của công ty. Chúng tôi hướng đến sự hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi chịu trách nhiệm 100% với tất cả những gì chúng tôi đã làm. Đó cũng là yếu tố quan trọng góp phần tăng trưởng doanh thu, đặc biệt là vài năm trở lại đây. Năm 2015 cho đến thời điểm hiện tại, hứa hẹn sẽ là một năm khởi sắc và đạt được doanh thu đã đề ra của ban giám đốc. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo tại website anphulộc.com hoặc syncrowood.vn.